anh tây sơn lại xe bánh mì dĩ xét cho người bán rong làm ấm lòng cộng đồng mạng mới đây cư dân mạng lan truyền hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc đi du lịch tại hội an và hành động của anh nhận được nhiều lời khen theo hình ảnh ghi lại anh tây khi đi ăn bánh mì ở con đường hùng vương hội an thấy chiếc xe bánh mì của cô chủ đã cũ kỹ dĩ xét nên anh đã nhanh tay sơn lại biến chiếc xe trở nên nghệ thuật hơn hẳn sau hành động dễ thương đó anh tây đã được cô chủ tặng cho những chiếc bánh mì thơm ngon như một lời cảm ơn Dân mạng không khỏi khen ngợi về hành động đẹp của chàng trai nước ngoài. Một vài tài khoản mạng bình luận: Đáng yêu quá, đẹp quá, xe bánh mì độc nhất vô nhị, anh tây này dễ thương quá. Từ lâu, bánh mì Hội An là thứ đặc sản mà bất kỳ du khách nào cũng tìm mua khi đến phố cổ. Món bánh mì đặc trưng chỉ có ở Hội An khiến thực khách khó tính cũng phải gật gù, thậm chí không tiếc lời khen ngợi là bánh mì ngon nhất thế giới. Với vị ngon đặc sắc, bánh mì phố hội cũng nhiều lần xuất hiện nhiều trên các trang báo du lịch nước ngoài nhận hàng nghìn lời khen tặng từ du khách trên các website du lịch